Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc, cái trang bị và phù hiệu, cái cách chơi của vị tướng mới ra. Đó là vị tướng Pháp Sư, vị tướng Isri. Thì vị tướng này mới ra thì nó cũng giống như là vị tướng Aoi á. Lúc mới ra thì cũng rất là nhiều người test chơi nhiều, nhưng mà vị tướng này không bằng Aoi. Thấy chơi test không bằng Aoi nha mọi người. Thì lúc đầu thì mình có vào chơi, mình test cái vị tướng này, mình chơi rất là nhiều lần. Thì thấy cái vị tướng này chơi thật sự nó cũng không có êm, nên là mình nghĩ chắc là nhiều bạn cũng không thích chơi cái vị tướng này lắm. Nhưng mà có nhiều bạn yêu cầu mình làm cái bản ngọc cho vị tướng này, cái trang bị và phù hiệu và hướng dẫn chia sẻ cách chơi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bản ngọc gửi đến tất cả mọi người nha. Thì cái bản ngọc của vị tướng này thì nó tới 3 cách lắp bản ngọc luôn mọi người. Ba cách đắp bản ngọc nó chỉ khác nhau ở 10 viên ngọc tím thôi. Nhưng mà tùy cách chơi của mọi người mà mình sẽ lên cái bản ngọc nào cho nó phù hợp. Thì cái bản ngọc thứ nhất á, mình sẽ chia sẻ mọi người. Thì nó cũng là ngọc đỏ nè, cũng công phép và xin giáp phép. Còn ngọc xanh thì nó cũng xin giáp phép và tóc đánh. Ngọc tím á, thì bản ngọc 1 á, thì nó sẽ lên là tóc đánh tóc chạy là 10 viên. Thì cái bản ngọc này đã phù hợp cho những bạn á, là mới tập chơi, mới test chơi vài lần để cho cái vị tướng này tăng cái độ cơ động. Còn mọi người mà chơi vị tướng này á, thử rất là nhiều lần, quen vị tướng này rồi á, thì mọi người không cần lên tóc đánh tóc chạy cho 10 viên ngọc tím đâu. Mọi người hãy lên cho mình là hút máu phép. Thì đó là cái bản ngọc thứ hai mình chia sẻ. Và cái bản ngọc thứ ba này đó, mình sẽ kết hợp giữa tóc đánh tóc chạy và hút máu phép luôn. Là nó tới ba cách lắp gặp vậy đó mọi người. Thì khi chơi thì nó cũng có một cái sự khác biệt. Nếu mà mọi người chơi gành á, thì mình không là mình lên tóc đánh lên hút máu phép thì có nghĩa tốt hơn. Còn nếu mà mọi người chơi chưa có gành á thì mọi người hãy lên tóc đánh tóc chạy thì nó sẽ phù hợp hơn. Và cái bản ngọc này mình chia sẻ cho mọi người đó là dành cho mọi người vừa lên là tóc đánh tóc chạy và hút máu phép, là dành cho những bạn là vừa đi chơi cấu ghĩa. Nói chung là nó tầm trung á, nó vừa chia sẻ giữa hai cái bản ngọc đó. Thì cái bản ngọc này mình trước khi mình chia sẻ mọi người đó là mình đã vào chơi khoảng 10 trận. Thì mình thấy cái bản ngọc này thì nó cũng như hai bản ngọc kia thôi, nhưng mà nó có một sự khác biệt, đó là nó vừa công mà vừa thủ, nó vừa có cái lượng hút máu về. Thì khi solo tay đôi với team bạn pháp sư á, thì cái lợi thế của mình nó cao hơn nha, cao hơn là so với tóc đánh tóc chạy. Tóc đánh tóc chạy là chủ yếu là mình dùng cho cấu ghĩa và mình chạy thôi. Thì đó là phần mình chia sẻ nha. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị. Thì trang bị của vị tướng này á, đầu tiên mình sẽ lên chiếc giày phù thủy nha. Món thứ hai là triệu mùm nổ. Món thứ ba là xuyên tâm lệnh. Món thứ tư là dư niệm Hakate. Món thứ năm là triệu hổ mang. Và cuối cùng là sách thánh. Thì đây là cái phần trang bị cho cái bản ngọc này. Còn khi chơi thì mọi người hãy đi cẩn thận hơn và di chuyển nhiều để mà farm hơn nha. Thì đây là một vị tướng, nếu mà mọi người có chơi vị tướng gia ta thì nó cũng xem với gia ta cái trang bị và phù hiệu bản ngọc luôn, nó cũng xem vậy đó mọi người. Thì nó cũng là một vị tướng máu mỏng nên là mọi người chơi thì phải tập luyện rất là nhiều nha. Và cái phần phù hiệu thì mình sẽ chia sẻ, đó chính là cái tăng CT. Tăng CT là mình sẽ dùng cho cái bản ngọc này. Còn nếu mà cái bản ngọc mà mọi người đi cho hút máu phép ở 10 viên ngọc tím á, thì mọi người hãy chọn cho mình cái giảm hồi đó. Còn tóc đánh tóc chạy thì mình cũng chọn cái phù hiệu là tăng CT luôn. Thì như vậy nó sẽ rất là phù hợp. Thì khi chơi vị tướng này á mọi người, thì mọi người phải đi thật là kỹ nha. Tại vì mình chơi mình thấy cái vị tướng này máu nó yếu, nó cũng như gia ta thôi. Nhưng mà thật sự thì cái độ cơ động như tướng này nó cũng không có cao lắm. Nói chung là nó cũng chơi cũng không tốt lắm, nên là mọi người cũng không thích chơi nhiều. Thì mọi người cứ chơi vào test để biết tính chất của tướng nha. Thì mình chia sẻ cái bản ngọc đến đây là hết. Thì mọi người có thắc mắc vấn đề gì đó, mọi người cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.